chương trình kính mời quý vị khán giả theo dõi bản tin thế giới chuyển động trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh đồng nai thưa quý vị các nhà lãnh đạo hiệp hội các quốc gia đông nam á asean hôm nay khai mạc hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô Vinh trăn của lào phát biểu tại hội nghị thủ tướng nước chủ nhà Phan-don đã nêu bật tình đoàn kết nội khối Phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh ASEAN, Thủ tướng Sin Phan -tron cho biết, Lào cho rằng những thành công của ASEAN là nhờ vào sự hiểu biết lẫn nhau của chúng ta. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau và hợp tác với nhau theo cách thức và nguyên tắc của ASEAN. Ông Sin Phan -tron đồng thời nhấn mạnh gần đây ASEAN đã gặp nhiều thách thức và các nước thành viên luôn cùng nhau nỗ lực để tìm ra cách để giải quyết. Sau phiên khai mạc, các lãnh đạo ASEAN đã họp về một loạt vấn đề, bao gồm Biển Đông và sáng kiến của Thái Lan cho cuộc xung đột ở Myanmar. Chuỗi hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 kéo dài đến ngày 11 tháng 10. Một trong những điểm đặc biệt là hội nghị lần này là nhiều nhà lãnh đạo tham dự hội nghị là những người mới, những người được kỳ vọng sẽ mang tới làn gió mới cho Hiệp hội. Hiệp hội ASEAN được thành lập vào năm 1967. Trải qua gần 6 thập kỷ, các thế hệ lãnh đạo của ASEAN đã không ngừng vun đắp cho sự phát triển của khối và dàn lãnh đạo lần này cũng được đặt nhiều kỳ vọng. Kỳ vọng đặc biệt được đặt vào những người trẻ tuổi như Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Pitong Tan Sinawatra và Thủ tướng Singapore Hoàng Tuần Tài. Bà Saronsia thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho biết, những lãnh đạo mới sẽ mang đến những ý tưởng mới và những cách tiếp cận sáng tạo, qua đó mang đến sức mạnh cho ASEAN trong sự đa dạng. Các nguyên thủ Singapore và Thái Lan là những người lần đầu tham dự hội nghị. Nhận định về Thủ tướng Singapore, ông Yung Tan, thuộc Đại học Quản lý Singapore nhận định, Thủ tướng Hoàng Tuần Tài chắc chắn muốn chứng minh Singapore là bên xây dựng tích cực trong ASEAN, Mặc dù có sự thay đổi về lãnh đạo, chính sách đối ngoại của Singapore vẫn sẽ tiếp tục. Đối với chúng tôi, ASEAN có vị trí quan trọng. Còn tân thủ tướng Thái Lan Paythongtan Sinawatra mới 30 tuổi, là con gái của cựu thủ tướng Thaksin Sinawatra. Giới phân tích cho rằng cùng với những ý tưởng mới, bà Paythongtan cũng sẽ tỏ ra kiên định với chính sách đối ngoại của chính quyền tiền nhiệm, trong đó hòa hảo với tất cả các nước và tập trung vào thu hút đầu tư nước ngoài. Cùng với sự hiện diện của những nhà lãnh đạo trẻ, giới phân tích cũng đặt kỳ vọng vào sự tham gia chính thức của Đông Timor. Về nguyên tắc, Đông Timor đã được kết nạp là thành viên thứ 11 của khối vào năm 2022. Hiện nước này chỉ còn chờ những thủ tục cuối cùng để trở thành thành viên chính thức. Chuyên gia Sarancia nhận định, Đông Timor dự kiến sẽ mang đến nhiều màu sắc hơn cho ASEAN. Họ đã tham dự các cuộc họp của khối trong thời gian dài. Việc nước này gia nhập sẽ mang lại những động lực tích cực cho khối. Sự đa dạng thế hệ, sự tiếp nối và đổi mới là những từ được nghe tới nhiều xung quanh chuỗi hội nghị cấp cao ASEAN lần này. Giới phân tích kỳ vọng những gì các lãnh đạo mới mang đến hội nghị sẽ thổi vào hiệp hội làn gió mới, trong khi vẫn duy trì được sợi dây liên kết sẽ giúp ASEAN ngày càng gắn kết và phát triển. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày hôm nay nói rằng một bán đảo Triều Tiên thống nhất không có vũ khí hạt nhân sẽ góp phần vào hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Ông Yoon đã đưa ra tầm nhìn của mình về việc thống nhất liên Triều trong bài phát biểu tại Singapore. Ông nói, nếu thành hiện thực, một bán đảo Triều Tiên thống nhất, tự do và cởi mở sẽ là một thành tựu lịch sử mở rộng giá trị của tự do lên rất nhiều. Ông Yoon cũng khẳng định một bán đảo Triều Tiên thống nhất không có vũ khí hạt nhân sẽ thúc đẩy các nỗ lực hòa bình toàn cầu và cải thiện sự an toàn của hoạt động hàng hải. Ông Jun đồng thời cho biết chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch cung cấp 100 triệu la Mỹ tiền tài trợ trong 3 năm tới cho các dự án hợp tác phát triển ở các quốc gia Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Các đại biểu Quốc hội Kenya hôm qua đã bỏ phiếu luận tội phó tổng thống nước này là ông Rigathi Gachagua với cáo buộc lạm dụng chức vụ cùng nhiều tội danh khác. Tại cuộc họp, các nhà lập pháp Kenya đã luận tội ông Ganjawa về các cáo buộc tham nhũng, bất tuân lệnh, phá hoại chính phủ và tiến hành các hành vi chính trị gây chia sẻ sắc tộc, cùng với nhiều cáo buộc khác. Đề xuất luận tội đã được 282 đại biểu trong quốc hội gồm 349 thành viên thông qua, vượt 2 phần 3 số phiếu yêu cầu, và hiện đã được chuyển đến Thượng viện. Nếu đề xuất được Thượng viện thông qua, ông Gachagua sẽ trở thành phó tổng thống Kenya đầu tiên bị cách chức vì luận tội, kể từ khi quy trình này được đưa vào Hiến pháp sửa đổi năm 2020. Trước đó, ông Gachagua chỉ trích đề xuất luận tội là một âm mưu nhằm buộc ông phải từ bỏ chức vụ. Ủy ban chỉ thập đoàn quốc tế ICRC ngày hôm qua cho biết gần 2 năm sau khi chấm dứt xung đột vũ trang ở Bắc Ethiopia, Số bom mình còn sót lại vẫn tiếp tục đe dọa tính mạng cộng đồng tại những vùng bị ảnh hưởng. Theo ICRC, có đến 80% nạn nhân của bom mình còn sót lại sau chiến sự là trẻ em, con số cao đến mức báo động. Cũng theo ICRC, mối đe dọa về bom mình âm Mỹ dẫn đến ảnh hưởng tâm lý nặng nề, cản trở các cơ hội giáo dục, kinh tế, khả năng tiếp cận nguồn tài nguyên quan trọng như đất nông nghiệp và nước. ICRC và Hội chữ thập đỏ Ethiopia đã làm việc với các cộng đồng bị ảnh hưởng nhằm nâng cao nhận thức và giảm thiểu rủi ro bom mìn. ICRC cũng đã kêu gọi các bên liên quan tiến hành các hoạt động rà phá bom mìn quy mô lớn. Đã một năm trôi qua kể từ khi Israel phát động cuộc tấn công vào Gaza, tham vọng quân sự của nước này kể từ đó đã phát triển bao gồm cả cuộc tấn công trên bộ và Liban, băng, nhưng chiến tranh rất tôn kém và đang có tác động kinh tế rất lớn. Âm thanh của chiến tranh do Israel tiến hành vẫn đang tiếp diễn ở Gaza và hiện đang dội tới Liban. băng. Hơn một năm lao vào cuộc chiến, Tel Aviv đã phải đối mặt với một số tổn thất kinh tế lớn. Tăng trưởng kinh tế đã giảm 4,1% trong quý tư năm ngoái, quy chứng kiến những đòn tấn công tàn khốc của Israel vào Gaza và xu hướng tiêu cực tiếp diễn khiến nền kinh tế giảm 1,1% trong quý I và 1,4% trong quý II năm nay. Du lịch là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều người Israel từng kiếm sống bằng nghề hướng dẫn viên du lịch đã buộc phải tìm những công việc mới nếu họ có thể. Hướng dẫn viên Hilikwar cho biết, Tôi đã mất 90 gần 100% thu nhập. Ngành du lịch là ngành đầu tiên bị tổn thương và là ngành cuối cùng phục hồi. Thông tin chi tiết hơn, bà Leila Hartom, nhà kinh tế chính trị Liban cho biết, tăng trưởng của ngành du lịch đang giảm xuống mức gần bằng không, vì vậy mức 21 đến 25 tỷ đô la Mỹ mà ngành này tạo ra mỗi năm đã giảm xuống còn chưa đến 1,8 tỷ đô la Mỹ trong 9 tháng của năm nay, đó là một đòn giáng mạnh. Ngành nông nghiệp cũng đang chịu ảnh hưởng, chính quyền Israel cho biết kể từ khi bắt đầu chiến tranh, ngành nông nghiệp Israel đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng lao động lớn nhất từ trước tới nay. Cơ quan thống kê Israel báo cáo rằng sản lượng trái cây và rau quả đã giảm 80% trong những tháng sau chiến tranh và tình hình trở nên tệ hơn do cuộc chiến với Liban. Bà Lila Hartom, nhà kinh tế chính trị Liban, phân tích. Cuộc chiến đã làm đình trệ ngành nông nghiệp gây ra một đòn giáng mạnh vào người Israel. Họ không thể nhập khẩu thực phẩm và đồ uống, và về cơ bản là sản phẩm tươi sống, từ nhiều quốc gia, chẳng hạn Thổ Nhĩ Kỳ, đã đe dọa sẽ giữ lại tất cả sản phẩm tươi sống mà nước này định xuất khẩu tới Israel. Điều đó khiến giá cả ở Israel tăng lên. Lạm phát ở Israel đã có xu hướng tăng kể từ đầu năm, khiến chi phí sinh hoạt cao hơn và khi cuộc chiến kéo dài, các chuyên gia cho rằng tình hình sẽ ngày càng nghiêm trọng. Một ngày sau khi công bố giải Nobel vật lý tôn vinh hai nhà khoa học tiên phong về trí tuệ nhân tạo, hôm nay Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2024 Giải Nobel hóa học năm nay đã vinh danh hai nhà khoa học, đồng thời là hai giám đốc của công ty Google DeepMind có trụ sở ở Anh, gồm ông John Trimper và ông James Hassabis với công trình mô hình trí tuệ nhân tạo dự đoán cấu trúc phức tạp của protein. Người còn lại được vinh danh là ông David Baker, giám đốc viện thiết kế protein tại trường địa y khoa Đại học Washington với công trình tạo ra một loại protein hoàn toàn mới. Thưa quý vị, tuần này quan hệ Việt Nam và Pháp đạt được bước tiến vượt bậc với việc các nhà lãnh đạo hai nước đạt nhất trí về việc nâng tầm quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Cộng đồng quốc tế đánh giá cao bước tiến này cho rằng việc nâng cấp mối quan hệ sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả hai nước. Ngạn à, ngữ Pháp thì có câu là khi muốn ta có thể, mà đã có thể thì ta cần phải làm. Sau câu dẫn đề đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, ông mong muốn cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris sẽ dẫn tới việc nâng cấp mối quan hệ song phương. Chúng ta sẽ trao đổi cụ thể về những định hướng và giải pháp chiến lược trên 5 nhóm các lĩnh vực nhằm nâng cấp quan hệ Việt Nam Pháp lên một cái mức độ quan hệ mới với ý chí và quyết tâm tại cuộc hội đàm sau đó các nhà lãnh đạo hai nước đã nhất trí nâng tầm quan hệ qua đó đưa quan hệ việt nam pháp trở thành mối quan hệ thứ tám đạt được cấp cao nhất trong hệ thống ngoại giao của việt nam sau trung quốc nga ấn độ hàn quốc mỹ nhật bản và úc ông sebastian chanjo chuyên gia phân tích của tạp chí the pilomas bình luận điều thú vị là năm trong số các mối quan hệ được nâng cấp trong hai năm qua Điều này cho thấy tính hiệu quả của nỗ lực nhằm mở rộng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc quan trọng trong khu vực và toàn cầu. Cùng đưa ra nhận định tổng thống Macron cho rằng, việc nâng cấp quan hệ với Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa trong hiện tại mà còn cả tương lai, ông nói: "Tôi cảm ơn Việt Nam về tinh thần khép lại quá khứ và quyết tâm nhìn về tương lai. Tương lai này chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng với tham vọng góp phần vào sự thịnh vượng của hai nước, vì hòa bình và an ninh quốc tế." Tổng thống Pháp đồng thời nêu bật những trụ cột của mối quan hệ trong đó có hợp tác kinh tế. Tôi tin rằng thành công đặc biệt của Việt Nam trong phát triển kinh tế mang lại cơ hội mới cho các dự án chung bằng cách tạo ra các liên kết giữa các hệ sinh thái của chúng ta. Quan sát toàn diện mối quan hệ, chuyên gia Sebastian cho rằng, ngoài việc phản ánh mối quan hệ nồng ấm, việc nâng cấp quan hệ với Pháp sẽ mang lại cho Hà Nội sự linh hoạt để theo đuổi mục tiêu cân bằng chính sách đối ngoại, trong khi Paris có thể củng cố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.